Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách ghép những đoạn video mà các bạn yêu thích vào cái video chính của mình. Và đây là cái video mẫu mình ghép thử để cho các bạn xem. Để ghép vào video chính của mình, các bạn phải chọn những video có nền một màu xanh hoặc là nền đen. Nói chung là những video mẫu phải có cái nền một màu nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ sử dụng ứng dụng KineMaster nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ chọn phương tiện. Rồi vào thư viện mình sẽ chọn một cái video mẫu coi như là video chính của mình á. Ví dụ vậy nha các bạn. Rồi, và mình chọn cái video cảnh biển này nha các bạn. Rồi, đồng ý. Rồi, mình sẽ bấm nút trở lại đầu. Và bây giờ mình mở thử cái đoạn video mình vừa chọn nha các bạn. Mình xem thử để coi mình thích khúc nào và mình không thích khúc nào. À, những cái đoạn mình không thích có thể mình cắt bỏ các bạn. Rồi, ví dụ khúc này mình sẽ đụng vào cái đoạn video của mình vừa chọn. Rồi các bạn chọn vào cái kéo. À, ví dụ mình cắt bỏ khúc đầu. Rồi, mình lấy từ khúc này trở đi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở thử nha các bạn. Và đây là video mẫu. Và mình cũng sẽ chọn nó là video chính ở trong cái video thử hôm nay nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ kéo video xịt lại và trừ một khúc đầu để chúng ta ghép video khác vào nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn lớp. Và các bạn sẽ chọn phương tiện. Rồi, tiếp vào bộ sưu tập thì các bạn sẽ chọn một video. Ở đây mình sẽ chọn video cô gái đánh đàn nha các bạn. Rồi, chọn đồng ý. Video này ở cái đoạn đầu của các bạn, nó sẽ có một cái đoạn màu vàng. Bây giờ mình sẽ giữ vào cái video của mình sẽ kéo nó lên. Đó, và mình sẽ cắt cái đoạn màu vàng bỏ đi nha các bạn. Các bạn sẽ ấn vào cái kéo để cắt bỏ cái phần màu vàng. Rồi, đồng ý. Các bạn đụng tay vào cái video mình muốn chỉnh. Rồi các bạn giữ tay vào cái dấu chéo dưới cái video mẫu. Các bạn kéo ra. Kéo ra cho cái hình nó bự hay nhỏ gì đó là tùy các bạn. Các bạn kéo bự quá thì nó sẽ không đẹp nha các bạn. Đó, như vậy là vừa rồi đó các bạn. Rồi xong các bạn sẽ chọn vào hình thằng người. Mình sẽ gạt cái nút cho phép này lên. Vì cái video mẫu này cái nền của nó màu xanh nha các bạn. Mà cái góc này nó là màu vàng nên mình phải chọn vào cái chọn màu này. Và mình sẽ chọn màu xanh để nó trùng với lại cái nền của cái video mẫu các bạn. Nó mới xóa được cái phông đó nha các bạn. Và cái nền xanh của mình đã được xóa rồi nha các bạn. Nếu các bạn mới làm lần đầu thì các bạn phải chỉnh hai cái thanh này. Vì cái video này mình đã chỉnh lần rồi, thành ra mình không chỉnh nữa. Các bạn nếu làm lần đầu các bạn phải chỉnh hai cái thanh này để cho cái màu xung quanh của cái hình nó được sạch, nó đẹp nha các bạn. Đó, ví dụ giờ mình sẽ chỉnh thử các bạn. Kéo xuống thì cái viền ở cái hình nó sẽ có viền xanh đó các bạn, nó không đẹp. Đó, mình kéo lên khi nào cái hình nó sạch, nó trong thì các bạn thôi. Các bạn chỉnh khi nào cái hình nó trong, nó đẹp, vừa ý, các bạn sẽ chọn vào cái dấu tích đồng ý. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ bấm trở về đầu. Và mở thử nha các bạn. Và video của chúng ta đã xuất hiện một cô gái ngồi đánh đàn trên bãi biển, rất là lãng mạn, đúng không các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ
trở về đầu. Và chúng ta sẽ mở lại xem thử. Khi các bạn xem, các bạn sẽ thấy cô gái xuất hiện rất là bình thường. Đó, chúng ta sẽ kéo lại lúc đầu và chúng ta sẽ thêm cái hiệu ứng lúc đầu tiên cô gái xuất hiện nha các bạn. Các bạn đụng tay vào cái video muốn chỉnh và đụng vào cái dấu chấm đầu tiên. Và đây là những cái hiệu ứng cho cái video đó các bạn. Cái hiệu ứng đầu tiên đó. Đó. Các bạn tùy chọn cái hiệu ứng tùy theo cái sở thích của mình nha. Có rất nhiều hiệu ứng. Các bạn chọn cho nó phù hợp với cái video của mình. Và mình sẽ chọn cái hiệu ứng từ ở dưới lên, y như là cô gái từ ở dưới đất chui lên đó nha các bạn. Cái dòng số phía dưới này là thời gian nhanh hay chậm của hiệu ứng nha các bạn. Ở video này mình sẽ chọn là 25. Và bây giờ mình sẽ trở về từ đầu và bấm mở thử nha các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ thấy hiệu ứng cô gái đánh đàn từ ở dưới chui lên. Và các bạn cũng có thể chọn những hiệu ứng khác tùy theo sở thích của các bạn. Các bạn đụng vào video cô gái đánh đàn và đụng vào cái tấm hình cô gái kéo qua một chút để mình sẽ ghép thêm những video khác. Kéo cô gái sang một bên, các bạn sẽ bấm vào dấu đồng ý. Rồi chúng ta sẽ kéo video trở lại lúc đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ mở để video chạy đến khúc cô gái đánh đàn vừa lên. Thì chúng ta sẽ dừng lại. Để chúng ta ghép cái video khác nữa nha các bạn. Để ghép thêm video khác, chúng ta chọn lớp, chọn phương tiện. Đây mình sẽ chọn một cái video mình đã tải về nha các bạn, đó là video nền đen và có con chim màu vàng. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy có con chim màu vàng đang bay. Tiếp theo chúng ta sẽ đụng vào video con chim và bấm vào biểu tượng thằng người. Rồi, bật thanh gạt cho phép lên. Và vì video này nền đen nha các bạn, nên khi các bạn chọn màu thì sẽ chọn màu đen. Nó mới xóa được cái phông của cái video này nha các bạn. Đó, phông nền đen của con chim này đã được xóa rồi nha các bạn. Các bạn có thể chỉnh hai thanh này cho cái hình nó trong và đẹp hơn nha. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ kéo video trở lại từ đầu nha các bạn. Rồi, mình mở lại thử xem nha các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ thấy video của chúng ta có thêm một chú chim màu vàng bay rất là đẹp, đúng không các bạn? Nhưng mà chú chim này bay trong một phạm vi rất hẹp các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đụng vào video con chim và chúng ta sẽ kéo cho nó bự ra nha các bạn. Kéo bự ra thì cái phạm vi bay của con chim nó sẽ rộng hơn nha các bạn. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ mở lại xem thử nha các bạn. Đó, các bạn thấy con chim nó đã bay trong cái không gian rộng hơn nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ kéo video trở lại đầu nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đụng vào video con chim. Và chúng ta sẽ kéo cho cái hình nó bự ra nữa các bạn. Tại vì nó còn kéo ra bự được nữa nha các bạn. Kéo ra càng rộng thì cái khoảng trống của con chim nó bay càng rộng các bạn, thì cái càng đẹp hơn nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thử. Đó,
các bạn thấy cái khoảng trống của con chim bay nó sẽ rộng hơn. Rồi, trở lại từ đầu, mở lại xem nha các bạn. Và tới đây chúng ta sẽ ngưng. Rồi, chúng ta sẽ ghép thêm một video nữa nha các bạn. Chúng ta cũng vào lớp, chọn phương tiện. Và bây giờ mình sẽ chọn một video khác. Đây, ví dụ mình sẽ chọn video con cọp này nha các bạn. Rồi, các bạn cũng kéo bự ra. Rồi, chọn OK. Rồi, các bạn sẽ đụng vào video con cọp nha các bạn. Rồi, bấm vào hình thằng người. Rồi, bật cái thanh cho phép. Tiếp theo các bạn chọn màu nền. Các bạn cũng chọn màu xanh nha các bạn. Rồi, OK. Và bây giờ chúng ta sẽ mở thử nha các bạn. Đó, các bạn thấy video của mình bây giờ lại thêm một con cọp xuất hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại và chúng ta xem thử nha các bạn. Và video của chúng ta bây giờ đã có thêm một thành viên nữa là một chú cọp nha các bạn. Và trong video chính của chúng ta đã ghép thêm 3 video phụ khác vô. Và bây giờ các bạn sẽ đụng vào video con cọp. Rồi chúng ta sẽ cho con cọp nó đi từ hướng bên tay phải qua các bạn. Chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng xoay nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ bấm cho con cọp nó xoay cái hướng khác. Đó, thì con cọp nó sẽ đi từ cái hướng bên tay phải qua nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo video về và chúng ta sẽ mở lại xem thử nha các bạn. Đó, các bạn thấy con cọp đã đi từ hướng khác, từ hướng bên phải qua đó các bạn. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách ghép những đoạn video khác vào video chính của mình và cách xóa phông xanh, phông đen của những video mình ghép vào. Các bạn lên YouTube gõ từ khóa video phông nền xanh hoặc phông nền đen rồi tải về nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công.